Xin chào tất cả quý vị các bạn nha, mời quý vị các bạn cùng với HFC tại Xuân Tình nha. Hội Xuân Tình nha, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2022 âm lịch nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký đón xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn nha. Để chúng ta cùng nghe gái Minh Hiệp nhé và trai Lục Ngạn Hasi nhé. Kêu ơi, 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 ơ
chỗ đấy làm sao? Cái này ở trên này nó mới mát. Ai nhà mồ
đề lăng tam ư gió na cáo từ nhói pe nhói ba bạn và na bồ ngư như là bè nước ở trên thì nó nằm luôn đây cho nó cố trụ nhã chi để anh nhồi đây chỗ sân bóng bên dưới sân bóng qua sân bóng đấy á không ở đây là đến nếu ở trên này xuống là đến cả thứ bài đây ở trên ngư nó mì chú còn bán hàng mẹ bên dưới có máy mình kia tao còn mà làm
Mùa khó lắm mình chẳng nhớ. Mùi lắm. Nhưng mà lệch thì chưa làm nào. Máy ở dưới đấy. Máy chi tiết vậy? Theo đúng không? Không lệch đâu, vẫn đúng rồi. Chỉnh lại cho nó lấy cả nó đi. Quay lại cho nó một tí. Hai ba phút xong chia tay. Chia tay thằng này. Hai ba phút xong chia tay rồi. Cái đội giả về nó đéo có ai xem mà đéo bán được, đéo bán được nó ai xem.
sa la pha ơ mô sơ. Na chế ma sa đô như đà sa la như. Cao
Không sao đâu. Thank you.
sĩ nữ tiên này say là sĩ ta bố mi đe lo mi Bye.
cảm ơn tất cả quý vị các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký đón xem nhá. Ngày mai nha. Bây giờ mọi người hát một lúc thì bắt đầu ra hội chơi tiếp đây.